Venga. Vamos. Aló. Aló, aló. Ôi, phần câu cho đấy. Không có gì nữa. Được làm nữa đấy. Đang hưởng. Ghi bàn. Như vậy là 12 là ghi bàn thắng đầu tiên trong trận đấu này. Một không cho nó. Cầu thủ A2. Big ball. Hát không. Cái đó vào trong. Cái đó vào trong. Liên tục là những cơ hội cho A2. Trận đấu này rất khó. Quân không được. Liệu có bàn thắng hay không? Ghi bàn! Không bàn. Vẫn còn. Liệu có bàn thắng hay không? Đá đầu. Cơ hội cho cầu thủ A2. Lực đã thắng không? Ghi bàn. Ghi bàn. Và đồ ra không. Đúng là các cầu thủ A2 với những tình huống tấn công. Giật bóng, khi bóng này sang đầu kia. Khá hay. Bóng vẫn còn. Sau lượt trận này thì đây đã là lượt về rồi nên đội tuyển nào đang chiến thắng sẽ cần vé vào vòng tiếp theo. Thủ môn ổn chọn được trái bóng khá tốt. Đây là cầu thủ A2. Cầu thủ A7 vẫn đang rất nỗ lực, nỗ lực chiến đấu. Bóng lên chân A2. Thứ hai. Nhưng đây là cơ hội cho A2. Đội cho A2. Chúng nó chưa? Ừ. Liên tục là sóng gió. Bóng vẫn còn. Cô thì phải lòng ra ngoài. Đừng hết cơ hội này sẽ có cơ hội khác. Thủ môn làm tốt rồi. Không. Không có gì. Vào. Như vậy là tình huống vừa rồi đã nâng tỷ số trận đấu lên là 4-0.
và lượt về một cầu thủ nào chơi rất tốt. Không ngờ cầu thủ hậu vệ bên phía A2 làm thực tốt nhiệm vụ của mình. Không đầu cơi là đi không tốt rồi, tôi đều làm tốt rồi. Rồi, tiếp tục đối tượng mới hai lần nữa rồi. Đây là hai. Chúng ta cứ đi trong không được. Năm nay làm tốt nhiệm vụ của mình ở bên phía cánh phải. Cơ hội cho hai. Vẫn là hai. Không. Cơ hội không được. Công cho hai. Hay hợp thụ vẫn là có cầu thủ A2 cho bóng lên phía trên tốt, đặt từng người để thực hiện tình huống này. Không được bắn đi. Không có thủ nào bộc lọt. Tốt rồi. Phạt cơn. Không được. Hứa thôi. Vẫn còn. Duan. Không được. Có bàn thắng không? Không có. Chưa chút nữa thì cùng tình huống đốt với nhà. Tài đã thua Vinh Quang kết thúc trận đấu giữa đội tuyển 12 và 17. Thì chúc mừng đội tuyển 12 dành cho mình tấm vé vào vòng trong. Xin chúc mừng.